Mến chào tất cả các em. Đồng hành cùng với nhau, thầy trò ta đã đi gần hết chương trình ngữ văn học kỳ 1 của khóa học bổ trợ và nâng cao ngữ văn 7. Thầy tin rằng nếu như các em theo sát tiến trình học ôn của thầy trò ta trên khóa học, học với một cái thái độ chăm chỉ, nghiêm túc và cần cù, chắc hẳn các em đã tiếp thu cũng như trang bị cho mình một vốn kiến thức khá là đầy đủ để chuẩn bị sẵn sàng cho những bài kiểm tra trên lớp và cho cả những kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, từ ở thời điểm này, khi kỳ thi học kỳ đã sắp đến gần, nhìn lại tổng thể chương trình đã đi qua, chúng ta thấy rằng ở phía sau chúng ta đã bỏ lại bộn bề phía sau là rất nhiều các mảng kiến thức. Nội dung kiến thức là hết sức phong phú, các dạng bài cũng nhiều và đa dạng. Những kỹ năng cần phải luyện tập, những kỹ năng cần phải rèn luyện cũng hết sức là nhiều. Và có những kỹ năng ở những dạng bài mà chúng ta chưa có điều kiện để được ôn tập kỹ, được nhắc nhớ sâu trong cái khóa học bổ trợ và nâng cao kiến thức ngữ văn 7. Chính vì vậy, chia sẻ với cái nỗi lo của em trước thềm của kỳ thi học kỳ 1 sắp tới, Học mãi.vn cùng với thầy sẽ đồng hành cùng với em trong một khóa học mới, một khóa học ngắn hạn thôi, chỉ gồm khoảng từ 8 đến 10 bài giảng, để hỗ trợ các em có được một cái nhìn tổng quát, hệ thống hóa toàn bộ những kiến thức cần yếu và trọng tâm nhất trong toàn bộ chương trình ngữ văn của học kỳ 1 lớp 7. Đồng thời cũng đặt trọng số nặng vào phần hướng dẫn các em các kỹ năng làm các bài tập, các dạng bài mà gắn liền với các phần lý thuyết chúng ta đã học. Khóa học của chúng ta, khóa học mới sẽ khai giảng trong những ngày cuối tháng 11 này, có tên là hướng dẫn các bạn ôn thi học kỳ 1 phần ngữ văn. Với tính chất của một khóa học học trong ngắn hạn, các bạn chỉ học trong khoảng từ 2 đến 4 tuần với số lượng bài giảng có hạn và nội dung phải đảm bảo tính chất cô đọng hàm súc nhất có thể. Khóa học của thầy được chia ra thành 3 phần. Phần đầu tiên, thầy sẽ đi khái quát hệ thống hóa cho các em các kiến thức, kỹ năng liên quan đến phần kiến thức môn phân môn tiếng Việt. Trong phần kiến thức này, ở mỗi phần, thầy đều chia ra thành các nhóm kiến thức. Ở mỗi nhóm đấy, thầy lại đi vào các kiến thức trọng tâm, hệ thống hóa cho các em những kiến thức trọng tâm, vừa đảm bảo về chiều rộng, các em được học toàn diện các kiến thức, đồng thời lại đảm bảo về chiều sâu, các em đi ngay, tập trung ngay vào những kiến thức trọng tâm, quan yếu nhất. Và ngay sau đó chúng ta sẽ được luyện tập với các bài tập được thầy phân theo các dạng, chia theo từng bậc từ khó, từ dễ đến khó để các em luyện tập. Sau cái mảng kiến thức về phần tiếng Việt, chúng ta sẽ đến phần kiến thức ôn tập hệ thống hóa lại các kiến thức liên quan đến phần đọc hiểu văn bản, phần văn. Ở đây thầy cũng đã chia lại thành các mảng, phân ra thành các mảng, các chủ đề, các nhóm chuyên đề lớn. Và ở mỗi nhóm chuyên đề, thầy cũng đi khái quát lại những đặc điểm nội dung, nghệ thuật của các văn bản chúng ta đã học. Và ngay sau đó, chúng ta được luyện tập với các dạng bài tập thầy cô sẽ thường ra liên quan đến phần đọc hiểu văn bản. Phần thứ ba, tất nhiên rồi là phần tập làm văn. Thầy cũng sẽ đi hệ thống hóa lại những kiến thức liên quan đến kiểu bài văn biểu cảm với đầy đủ các dạng biểu cảm về một biểu cảm về vật, có thể là đồ vật, con vật, cảnh vật, biểu cảm về người và biểu cảm về một tác phẩm văn học. Đó là những dạng bài biểu cảm sẽ xuất hiện trong cái bài thi học kỳ của các bạn. Và cuối khóa học, các bạn sẽ được luyện tập với một số đề thi tổng hợp, một số đề thi mà có tổng hợp cả 3 phần kiến thức, để mình không chỉ có cơ hội rà soát đánh giá lại thực lực kiến thức cũng như kỹ năng của mình, đồng thời cũng tự tích lũy cho mình những kinh nghiệm, đồng thời cũng rèn luyện cho mình cái tâm lý, cái thói quen cũng như các kỹ năng kỹ xảo cần thiết khi làm bài. Đó là cấu trúc của khóa học chúng ta, sẽ gồm có 3 phần với 3 phần ôn luyện nội dung và phần cuối cùng là luyện tập với các đề thi tổng hợp. Toàn bộ những nội dung ấy thầy sẽ chỉ gói gọn lại trong một khóa học nhỏ, ngắn, dồn nén để các em trong một thời gian ngắn có thể phủ kín toàn bộ những kiến thức. Nếu bạn nào bị hỏng kiến thức, bạn có cơ hội để phủ những phần kiến thức hỏng. Bạn nào đã kiến thức tương đối toàn diện thì được cơ hội để đào sâu, đi sâu hơn về những cái phần kiến thức hay khó và đi đến những cái câu hỏi mang tính chất phân hóa để giành điểm số cao trong bài thi học kỳ. Để có thể học tốt được khóa học này thì bên cạnh các video bài giảng thầy đã nói ở phía trên rất cô đọng và hàm súc, rất nhiều khi nói về các phần kiến thức lý thuyết thầy chỉ nhắc đến chứ không diễn giải, thầy chỉ nhắc đến chứ không chứng minh và triển khai, thầy chỉ nhắc đến như là cung cấp cho các em một đơn vị kiến thức đã có sẵn rồi, nghĩa là thầy chỉ nhắc nhớ kiến thức và hệ thống hóa giúp các em, chứ thầy không đi diễn giải lại kiến thức đó. Vậy nếu như có những khái niệm mình chưa nhớ, chưa hiểu, hoặc có những vấn đề mình còn băn khoăn thắc mắc, mình hãy xem lại các video bài giảng cụ thể thầy hướng dẫn trong từng bài học trong khóa bổ trợ và nâng cao
kiến thức ngữ văn 7. Còn nếu như xem lại rồi mà mình vẫn còn những băn khoăn thắc mắc chưa giải đáp, mình hãy post những câu hỏi của mình lên trên nhóm học tập ngữ văn cùng thầy Hùng ở trên Facebook. Thầy trò ta sẽ tương tác trực tiếp với nhau nhanh chóng và tiện lợi ở trên nhóm học tập chung của chúng ta tất cả những câu hỏi từ nay cho đến các khi các em thi học kỳ, trong kỳ thi và cả sau kỳ thi nữa. Thầy sẽ đồng hành cùng với các em để chúng ta sẽ có được một cái hành trang tốt nhất để các em có thể tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Bên cạnh việc xem lại các cái video bài giảng, xem lại các phần kiến thức cũ đã học mà chúng ta chưa nhớ, chưa hiểu hoặc chưa nắm chắc, thì trước khi xem mỗi video bài giảng hệ thống hóa kiến thức ở trong khóa ôn thi này, thầy đề nghị các em sẽ tải về các cái phiếu bài tập đính kèm video bài giảng để các em làm trước. Các em tự mình hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến lý thuyết trước, sau đó các em đi làm với các bài tập phân dạng của thầy ở ngay trong các phiếu. Sau khi em làm xong các phiếu bài tập đính kèm với video bài giảng đó, các em mới mở video bài giảng ra để xem thầy hệ thống hóa kiến thức như thế nào. Mình đã hệ thống hóa rồi, thầy lại chốt lại một lần nữa, xem phần kiến thức của mình và thầy đã khớp nhau chưa, mình còn thiếu phần nào, cần bổ sung phần nào không, có phần nào còn sai, còn nhầm thì mình sửa lại cho chính xác. Hệ thống bài tập mình đã làm được tốt chưa? Còn những dạng bài nào mình còn thấy thiếu, còn thấy yếu mà bài thầy chữa đây, mình chính là một cơ hội nữa để mình tự xem lại mình học thêm những cái hiểu biết mới, đồng thời cũng tự nhận ra những thiếu sót sai lầm của mình để mình sửa. Điều này rất quan trọng, nó tăng tính chủ động của các em và chỉ khi đó các em mới có thể học bài tốt, nhớ kiến thức lâu, nhớ sâu và vận dụng tốt trong các bài kiểm tra của mình. Đừng bị động, đừng chờ thầy hệ thống hóa lại kiến thức thành những bảng biểu, đừng chờ thầy đưa ra những bài tập và thầy giải ngay ở trong video bài giảng. Các em phải tự mình làm điều đó, sau đó đối chiếu lại một lần nữa với thầy. Đấy là cách học hiệu quả nhất để tăng tính chủ động của các em và tăng hiệu quả của khóa học của chúng ta. Mình hình dung chưa? Đó. Đấy là những điều đầu tiên thầy chia sẻ với các bạn trước khi bước vào những nội dung của những bài học đầu tiên. Buổi học đầu tiên của chúng ta hôm nay, chúng ta bắt đầu đi vào hệ thống hóa các kiến thức, luyện tập với các bài tập phân theo dạng ở phần kiến thức đầu tiên, phần kiến thức tiếng Việt. Đây sẽ không phải là phần kiến thức chiếm trọng số điểm lớn nhất trong các bài kiểm tra học kỳ. Ở mỗi bài kiểm tra học kỳ, thậm chí phần điểm dành cho các cái phần câu hỏi thuộc về lĩnh vực kiến thức môn tiếng Việt có khi chỉ có giá trị khoảng từ 1,5 đến 2,5 điểm mà thôi. Tuy nhiên không có nghĩa rằng chúng ta có thể hy sinh 1,5 hay 2,5 điểm ấy. Nhưng điểm số ấy là hết sức quý giá. Hơn nữa, theo đánh giá của thầy, thì những câu hỏi ở phần tiếng Việt thường là những câu hỏi ở mức độ là nhớ, hiểu là chính. Và những câu hỏi đấy rất dễ để cho các bạn có thể kiếm điểm. Đó chính là những cái câu hỏi mà mình có thể dắt làm lưng vốn để mình tự tin làm những câu hỏi khó, những câu hỏi mang tính chất phân loại để tìm ra những bạn khá giỏi ở phần sau. Một ngôi nhà muốn có thể vững bền thì đều cần phải có một nền móng vững chắc. Cái phần tiếng Việt, những câu hỏi của phần tiếng Việt này chính là cái nền móng đó. Nắm chắc kiến thức phần tiếng Việt, ta có công cụ để đi vào phần đọc hiểu văn bản để hiểu các tác phẩm văn chương. Ta có phương tiện để ta viết được những bài văn sống động, hay và ấn tượng. Vậy chúng ta bắt đầu ngay với phần ôn tập tổng hợp các kiến thức liên quan đến phần tiếng Việt của chương trình ngữ văn lớp 7 học kỳ 1. Thầy cũng sẽ chia ra thành các mảng, các phần kiến thức. Cụ thể, phần kiến thức đầu tiên trong phần tiếng Việt của chúng ta, đấy là những phần kiến thức liên quan đến cấu tạo từ. Ta bắt đầu ngay phần 1. Phần cấu tạo từ. Ở mỗi một đơn vị kiến thức, thầy sẽ chia làm hai phần nội dung như thầy đã nói. Thầy sẽ khái quát lại, hệ thống hóa lại những kiến thức cần nhớ. Và thứ hai, chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai mới là phần quan trọng, phần chính yếu, phần mà thầy dành nhiều thời gian, các bạn cũng dành nhiều thời gian hơn để chúng ta đi sâu. Đó là phần chữa các bài tập theo các dạng bài được thầy phân dạng từ dễ đến khó. Ta đến phần đầu tiên. Chúng ta lưu ý các kiến thức cần nhớ ở trong phần cấu tạo từ. Kiến thức cần nhớ. Hẳn các bạn vẫn nhớ một cái bảng minh họa của chúng ta, sơ đồ dạng cây của chúng ta để nói về phân chia từ theo cấu tạo. Bảng này chúng ta đã được làm quen từ hồi tiểu học. Ngữ văn 6 đã nhắc lại chúng ta một lần và bây giờ lên lớp 7 chúng ta cùng nhớ lại bảng đó. Từ phân theo cấu tạo, tức là theo số lượng tiếng tạo nên từ, người ta chia ra làm hai loại là từ đơn
và từ ghép. Xin lỗi, từ phức là từ đơn và từ phức. Từ đơn là những từ chỉ gồm một tiếng. Từ phức là những từ mà cấu tạo của nó từ hai tiếng trở lên. Từ phức lại được chia ra làm hai tiểu loại nhỏ. Hai tiểu loại này căn cứ theo mối quan hệ giữa các tiếng tạo nên từ ở trong từ phức. Nếu mối quan hệ giữa các tiếng là mối quan hệ về mặt ý nghĩa, ta có các từ ghép. Nếu các tiếng ấy chỉ thuần là quan hệ với nhau về mặt âm thanh, nghĩa là các tiếng có một phần, bộ phận âm thanh nào đó cấu tạo nên tiếng giống với tiếng kia, thì chúng ta gọi là từ lái. Từ ghép là các tiếng quan hệ với nhau về nghĩa, còn từ lái các tiếng quan hệ với nhau về mặt âm thanh. Đây là kiến thức của chúng ta đã học trong chương trình ngữ văn lớp 6, ngữ văn tiểu học. Lên lớp 7, chúng ta chuyên sâu hơn, chúng ta chia nhỏ hơn các tiểu loại này. Từ ghép chúng ta lại có thể chia thành hai tiểu loại. Đầu tiên là từ ghép đẳng lập. Và thứ đến là từ ghép phân loại. Xin lỗi, từ ghép chính phụ. Từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ nghe tên có vẻ mới mẻ, nhưng thực ra hai loại từ ghép này chúng ta đã được thầy cô hướng dẫn và làm quen từ bậc tiểu học. Từ ghép đẳng lập chính là từ ghép tổng hợp, từ ghép tổng hợp mà các em đã làm quen. Còn từ ghép chính phụ chính là từ ghép phân loại trong chương trình tiếng Việt tiểu học, trong thuật ngữ mà chương trình tiếng Việt tiểu học thầy cô đã hướng dẫn chúng ta. Sự khác biệt giữa từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ là gì? Chỉ nghe cái tên gọi thôi, chúng ta đã nhận ra được mối sự khác nhau của chúng. Từ ghép đẳng lập là từ ghép được cấu tạo bởi những tiếng mà có vai trò bình đẳng với nhau, có vai trò ngang hàng nhau trong cấu tạo của từ, cùng có vai trò như nhau trong việc tạo nên nghĩa chung của cả từ. Và nghĩa của từ ghép đẳng lập thường là mang ý nghĩa chung, ý nghĩa khái quát. Nghĩa của cả từ thì rộng lớn hơn nghĩa của từng tiếng tạo nên từ. Còn từ ghép chính phụ như tên gọi của nó, trong các tiếng tạo nên từ thì có một tiếng là tiếng chính, những tiếng còn lại là tiếng phụ, bổ sung ý nghĩa cho tiếng chính để khu biệt nghĩa cho tiếng chính, tạo ra nghĩa chung của cả từ. Nếu như trong từ ghép đẳng lập, nghĩa của cả từ lớn hơn nghĩa của từng tiếng tạo nên từ, thì trong từ ghép chính phụ, nghĩa của cả từ lại nhỏ hơn, hẹp hơn nghĩa của tiếng chính tạo nên từ. Thầy cho một ví dụ. Thầy cho một ví dụ. Nhà cửa là từ ghép đẳng lập, được cấu tạo nên bởi hai tiếng, tiếng nhà và tiếng cửa. Nó là từ ghép đẳng lập bởi lẽ từ nhà, tiếng nhà và tiếng cửa có vai trò bình đẳng với nhau trong việc tạo nên nghĩa chung của từ nhà cửa. Có nghĩa là những công trình xây dựng để con người có thể cư trú, đúng không ạ? Và nghĩa của cả từ nhà cửa thì rộng hơn nghĩa của tiếng nhà, rộng hơn nghĩa của tiếng cửa. Nó không chỉ là nhà, nó không chỉ là một bộ phận của nhà, nó là tất cả các công trình để con người cư trú nói chung. Công trình xây dựng để con người cư trú nói chung thì người ta gọi là nhà cửa, nghĩa rộng hơn nghĩa của từng tiếng một tạo nên từ. Nhưng ở từ ghép chính phụ, thí dụ chúng ta có từ nhà tranh. Nhà tranh thì ở đây mình thấy là từ ghép được tạo nên bởi hai từ, hai tiếng, tiếng nhà và tiếng tranh. Thì nghĩa nhà tranh là một loại nhà cụ thể có mái lợp bằng cỏ tranh, lợp bằng tranh. Thì rõ ràng là tiếng nhà là tiếng chính, mang ý nghĩa rất là rộng. Khi nói đến nhà, mình hình dung ra rất nhiều kiểu nhà khác nhau, rất nhiều loại hình nhà khác nhau. Nhưng khi nói nhà tranh, có tiếng tranh, tiếng phụ bổ sung ý nghĩa cho tiếng nhà là tiếng chính, thì ta hình dung ra một loại nhà cụ thể là nhà tranh. Đúng chưa? Nhà lợp bằng tranh tre lừa lá, đúng không? Như vậy chúng ta thấy được sự khác biệt giữa từ ghép đồng lập và từ ghép chính phụ. Các bạn cần phải phân biệt được sự khác nhau này. Sẽ có những bài tập yêu cầu bạn phân biệt điều đó. Thứ hai về từ lái. Từ lái là những từ mà các tiếng có mối quan hệ với nhau về mặt âm thanh, chứ không phải về mặt ý nghĩa như từ ghép. Căn cứ theo cái phần âm thanh được lặp lại của tiếng, người ta chia từ lái ra thành hai nhóm. Đó là các từ lái toàn bộ và nhóm các từ lái bộ phận. Lấy toàn bộ và lấy bộ phận. Lấy toàn bộ nghĩa là cả tiếng đó được lấy lại nguyên ở tiếng sau.
Tất nhiên, trong dạng này toàn bộ cũng có một vài biến thể. Đó là trường hợp thầy cô đã lưu ý khi thầy giảng bài này rồi. Đó là với một số từ, chúng ta phải có sự biến đổi âm thanh, biến đổi về phần vần, biến đổi về âm đầu hoặc biến đổi về dấu thanh để đảm bảo quy luật hài hòa về ngữ âm, về thanh để chúng ta đọc lên nghe nó xuôi, nó êm tai. Thì đấy vẫn là từ lấy toàn bộ, mặc dù nhìn hình thức chữ viết và hình thức âm thanh của chúng không giống nhau. Thí dụ như từ thăm thẳm chẳng hạn, thì rõ ràng là hai từ này là có phần lấy lại về phần vần, phần âm đầu, nhưng phần dấu thanh thì khác nhau, nhưng người ta vẫn xếp thăm thẳm là từ lấy toàn bộ, bởi lẽ đó là dạng biến âm của thẳm thẳm. Nếu nói là thẳm thẳm thì rất là khó nghe, âm đọc không êm tai vì nó được cấu tạo bởi hai thanh chắc đặt ngay cạnh nhau. Đây phải biến thành thăm thẳm thì nghe êm hơn, hòa phối âm thanh nhịp nhàng hơn, đúng chưa? Mình lưu ý trường hợp đó trong lấy toàn bộ. Còn lấy bộ phận thì người ta có thể chia ra làm hai kiểu lấy nữa, nhỏ hơn, đó là lấy phụ âm đầu, lấy âm đầu, tức là những từ lấy mà có phần âm đầu giống nhau, và lấy phần vần, nghĩa là phần vần của hai tiếng tạo nên từ giống nhau, đúng chưa? Đó, đây là cái bảng sơ đồ chúng ta được học trong chương trình ngữ văn lớp 7, phần tiếng Việt liên quan đến cấu tạo của từ. Ta nhớ, lớp 6 chúng ta học dừng đến đây, lớp 7 chúng ta học kỹ hơn, phân nhóm nhỏ hơn, chia cụ thể hơn, đúng chưa? Đấy là các kiến thức phần lý thuyết chúng ta cần phải nắm được. Sau đây, chúng ta đến với các dạng bài tập của phần kiến thức này. Ta bắt đầu vào dạng đầu tiên, dạng 1. Phần 2, các dạng bài tập. Đầu tiên, dạng 1. Dạng 1 là những cái dạng hết sức đơn giản, cơ bản đầu tiên. Đó là yêu cầu các bạn phải nhận diện được các từ phân theo cấu tạo. Nhận diện được từ phân theo cấu tạo. Nhận diện được từ phân theo cấu tạo. Thế thông thường ở dạng này, người ta thường ra hai kiểu bài như sau. Kiểu bài đầu tiên, thầy cho trong ví dụ 1, thầy viết tắt này. Đề bài yêu cầu xếp các từ trong dãy sau thành các nhóm là từ ghép và từ lấy. Từ ghép và từ lấy. Dãy từ của chúng ta gồm các từ chùa chiền, tươi tốt, bút bi, buồn bã, âu yếm, chạy nhảy, an ủi, bình minh, lướt thướt, quanh quẩn, đồng đội, dạy dỗ, xa xôi, xanh xao, cuống cuồng, cong queo, may mắn, mong muốn, học hành, đất đai, cao cấp. À, ở đây chúng ta nhận ra một điều. Trong dãy từ này, thầy đã cố tình làm khó các bạn, nâng cao các bạn ngay từ những ví dụ đầu tiên. Đó là trong đây có cả những từ ghép, có cả những từ lấy. Và ngay cả ở những từ ghép thì hình thức của chúng cũng tương đối giống như các từ lấy. Nghĩa là chúng cũng có những phần âm thanh, có thể là âm đầu, có thể là phần vần, được lặp lại, được lấy lại. Hình thức của chúng rất giống từ lấy. Để các bạn phải phân biệt rất là rõ ràng, các bạn phải nắm được bản chất của từ ghép và từ lấy thì mới có thể làm tốt được dạng bài này. Nào, với dạng bài là nhận diện từ trong một cái dãy từ và chia thành hai nhóm thì chúng ta làm như sau. Chúng ta không đi tìm từ ghép trong dãy từ này, sau đó mới đi tìm từ lấy trong dãy từ, mà chúng ta đi phân xử từng từ một. Gặp một từ, ta sẽ xếp ngay nó vào từ ghép hay từ lấy để ta đi một lần từ đầu đến cuối dãy. Khi đi đến từ cuối cùng cũng có nghĩa là chúng ta đã làm xong bài rồi, để không phải quay lại một lần nữa. Mình nhớ chưa? Mình bắt đầu nhé. Từ đầu tiên, chùa chiền. Chùa chiền là từ lấy hay từ ghép? Mình thấy để phân biệt được từ lấy hay từ ghép, thầy đã chỉ ra cho các bạn các thao tác. Thao tác 1, xem xét về mặt âm. Nếu âm của chúng có phần giống nhau, ta nghi lấy. Ta không được quyền kết luận là lấy ngay mà nghi lấy. Âm giống nhau, ta nghi lấy. Chuyển sang bước 2, ta xem xét về mặt nghĩa của các tiếng tạo nên từ. Nếu cả hai tiếng tạo nên từ đều có nghĩa thì từ ấy là từ ghép. Còn nếu một trong hai tiếng hoặc cả hai tiếng đều không có nghĩa, ta bảo đấy là từ lấy. Đấy là hai thao tác dùng để phân biệt từ ghép và từ lấy. Luôn luôn nhớ cái đó cho thầy. Thế ở đây từ chùa chiền là ghép hay lấy? Từ chùa thì tất nhiên có nghĩa rồi. Nhưng từ chiền nghĩa là gì? Ta không thấy từ chiền xuất hiện nhiều trong tiếng Việt, thậm chí không thấy xuất hiện, mà chỉ duy nhất trong trong từ chùa chiền thôi. Nhưng chiền không phải là một từ vô nghĩa, nó là một từ có nghĩa. Nghĩa gốc của nó là chùa,
Vậy tại sao lại người ta lại không dùng từ triền nữa? Là bởi vì trong quá trình phát triển lịch sử của ngữ âm, người ta không dùng từ này, dẫn đến việc từ ấy dần dần bị mờ nghĩa, dần dần bị mất nghĩa đi và người ta không nhớ nghĩa của nó nữa. Nó chỉ còn lại di tích trong cái từ chùa chiền thôi. Và người ta cứ ngỡ rằng từ chiền là không có nghĩa, nhưng không, đấy là một từ có nghĩa. Các nhà nghiên cứu về từ nguyên học đã xác định được nghĩa gốc của các cái tiếng tưởng như vô nghĩa này, và ta nhớ rằng tiếng chiền có nghĩa, nó có nghĩa là chùa. Nếu như bạn không biết được cái điều sâu xa rằng tiếng chiền có nghĩa là chùa, không phải ai cũng biết cái đó, thì bạn chỉ cần nhớ hai lưu ý của thầy khi dạy bài này. Thầy đã đưa cho các bạn hai cái mẹo để phân biệt giữa từ ghép và từ lấy, đó là mọi danh từ không bao giờ là từ lấy và mọi từ Hán Việt cũng không bao giờ là từ lấy. Ta thấy ngay chùa chiền là để chỉ các cái ngôi chùa nói chung. Vậy ngôi chùa đấy là danh từ chỉ sự vật, và ta khẳng định ngay đây là danh từ thì không là từ lấy, không là từ lấy thì chắc nó là từ ghép rồi. Ta khẳng định ngay chùa chiền là từ ghép. Đầu tiên, lý do cả tiếng chùa tiếng chiền đều có nghĩa, đúng chưa? Từ thứ hai, tươi tốt. Tươi tốt thì lặp lại phụ âm đầu là âm tờ, nhưng chúng ta thấy rằng cả tươi cả tốt hai tiếng đều có nghĩa, vậy ta khẳng định nó là từ ghép. Tiếp, bút bi. Bút bi có lặp lại phụ âm đầu bờ, nhưng ta thấy bút và bi đều có nghĩa, vậy đây là từ ghép. Từ ghép chính phụ, đúng không ạ? Chỉ tên một loại bút cụ thể. Tiếp, buồn bã. Buồn thì có nghĩa, nhưng bã thì không, vậy đây là từ lấy. Tiếp tục, âu yếm. Âu yếm, cả hai tiếng đều không có nghĩa, và đây là dạng lấy đặc biệt. Đây là dạng lấy đặc biệt, lấy mà khuyết phụ âm đầu. Có bạn bảo là lấy nghĩa là phải có một bộ phận nào đó về âm thanh của hai tiếng được lặp lại. Ở đây em thấy âu yếm không lặp lại về bộ phận nào cả. Phần vần không thấy giống nhau, phần âm đầu lại không có. Nhưng đây người ta gọi là một dạng lấy đặc biệt. Trong phần kia thầy chưa lưu ý, nhưng ở đây thầy lưu ý. Đó là dạng trường hợp của những từ lấy đặc biệt mà bị khuyết đi phụ âm đầu. Đó là những trường hợp của âu yếm, ồn ào, im ắng, inh ỏi, ồn ã, vân vân và vân vân. Đấy là những cái trường hợp lấy rất đặc biệt mà phụ âm đầu của nó bị khuyết đi. Ta ghi âu yếm là từ lấy. Từ tiếp theo, chạy nhảy. Chạy nhảy thì chạy có nghĩa và nhảy cũng có nghĩa, vậy nó là từ ghép. Nhiều bạn nhầm sang từ lấy bởi vì thấy là có phần vần vần ay giống nhau, không phải. An ủi. An ủi là trường hợp giống hệt như âu yếm, nó là từ lấy. Khuyết phụ âm đầu, dạng lấy đặc biệt. Bình minh. Bình minh là từ Hán Việt, ý là chỉ là buổi sáng, vậy nó là từ ghép. Cả tiếng bình, tiếng minh đều có nghĩa. Hơn nữa nó lại là danh từ thì không thể là từ lấy được. Lướt thướt, đây là phần lấy rất là rõ. Lướt thướt, lấy phần vần. Quanh quẩn, nhiều bạn sẽ xác định ngay đây là từ lấy, nhưng không, đấy là từ ghép. Bởi tiếng quanh có nghĩa và tiếng quẩn cũng có nghĩa trong trường hợp này. Quanh quẩn là từ ghép. Tiếp tục, đồng đội. Đồng là cùng, đội là chung một tổ chức, đồng đội là cùng chung một đội ngũ, cùng chung một tổ chức, một đơn vị. Đây là từ Hán Việt và mỗi tiếng đều có nghĩa. Ta xác định nó là từ ghép. Đồng đội. Tiếp tục, dạy dỗ. À thì rất là dễ, cả dạy cả dỗ đều có nghĩa. Dạy dỗ là từ ghép. Xa xôi. Xa có nghĩa nhưng xôi thì không. Xa xôi là từ lấy. Xanh sao. Xanh có nghĩa nhưng sao thì không. Xanh sao là từ lấy. Các bạn lưu ý khi chúng ta xác định có nghĩa hay không, tiếng ấy là tiếng có nghĩa hay không, ta phải đặt tiếng ấy vào trong từ để ta giải thích, chứ không phải là tra xem từ điển thì từ ấy, tiếng ấy có nghĩa hay không. Điều ấy không đúng. Bạn phải đặt tiếng đó vào trong từ để ta xác định. Thí dụ như từ buồn bã chẳng hạn, thì từ bã tra trong từ điển thì có nghĩa, nhưng từ bã mà trong từ buồn bã thì không có nghĩa gì cả. Mình phải lưu ý điều đó. Từ tiếp theo, cuống cuồng. Cuống cuồng thì là từ lấy toàn bộ rồi. Cuống cuồng. Cong queo.
Cong queo thì chả thấy có sự giống nhau gì với âm thanh cả. Nhưng đây là một trường hợp thầy lại muốn lưu ý nữa. Đó là hai âm, hai tiếng này, cong queo. Tuy viết khác nhau, âm đầu là cờ và cùa, nhưng thực ra âm đọc cùng là một âm, âm cờ mà thôi. Cong queo đều là âm cờ, chẳng qua là chính tả nó viết khác nhau. Âm cờ trong tiếng Việt được viết ra dưới gì nhỉ? Dưới dạng là âm cờ. Âm cờ trong tiếng Việt được viết ra dưới dạng âm cờ, âm cùa và âm ca. Cả ba âm này viết khác nhau nhưng cùng là một âm đọc thôi, cùng là một biến thể của âm cờ mà thôi. Vậy cong queo thì mình thấy từ tiếng cong có nghĩa tiếng queo không có nghĩa, và nó lại có sự lặp lại về âm cờ ban đầu. Thế ta khẳng định ngay đây là từ láy. Nhiều bạn sẽ nhầm tưởng nó là từ ghép vì thấy nó không có sự lặp lại về âm thanh. Có lặp lại âm đầu tiên, âm cờ. Tiếp, may mắn. May thì có nghĩa nhưng mắn thì không. Vậy may mắn là từ láy. Mong muốn. Mong có nghĩa và muốn cũng có nghĩa, vậy nó là từ ghép. Mong muốn là từ ghép. Học hành. Học có nghĩa và hành cũng có nghĩa. Hơn nữa đây lại là một từ Hán Việt. Học hành là từ ghép. Học tập và thực hành. Đất đai. Trường hợp của đất đai giống hết chùa chiền. Tiếng đai là một tiếng cổ, có nghĩa là đất, nhưng đã bị mờ nghĩa, bị mất nghĩa đi, nhưng nó vẫn cứ là từ ghép. Đất đai, từ ghép tổng, từ ghép đẳng lập, chỉ đất nói chung. Đất đai là từ ghép. Cuối cùng, cao cấp. Cao cấp thì là một từ Hán Việt. Nghĩa của từng tiếng tạo nên từ đều rất rõ. Cao cấp là từ ghép. Đó, như vậy khi đi từ từ đầu tiên chùa chiền đến từ cuối cùng cao cấp, chúng ta phân loại các từ theo hai nhóm luôn, và khi đi đến từ cuối cùng cũng có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành bài tập của mình. Đó là kỹ năng làm dạng bài tập này. Ở đây các bạn cần lưu ý một số trường hợp, đó là trường hợp của những từ ngữ mà có phần âm thanh nào đó lặp lại giống nhau, ví dụ phần âm đầu, hoặc ví dụ có phần vần giống nhau. Đừng vội kết luận là từ láy ngay, mà phải xem xét thêm, xem xét nghĩa của từng tiếng tạo nên từ. Và cũng lưu ý khi xem xét nghĩa, đó là một số tiếng tưởng như vô nghĩa, như chiều, như chiền, như đai, tưởng như vô nghĩa mà lại là những tiếng có nghĩa. Và làm sao biết được cái này thì mình lại nhớ một lưu ý của thầy: mọi danh từ không là từ láy, là từ láy, nhớ chưa? Đấy là dạng đầu tiên, kiểu bài đầu tiên. Người ta cho một dãy từ và mình xác định từ ghép từ láy. Bây giờ người ta không cho dãy từ sẵn dễ như vậy, mà người ta lại cho mình một đoạn văn và yêu cầu mình xác định các từ ghép từ láy trong đoạn văn cơ. Ví dụ 2. Cho đoạn văn. Cho đoạn văn. Đoạn văn của chúng ta, các bạn đã in phiếu ra rồi và các bạn đã tự làm rồi, mình nhận ra ngay. Đoạn văn của thầy cho mình được trích ở đây là một đoạn mở đầu, một đoạn trong phần đầu của bài Sài Gòn Tôi Yêu của tác giả Minh Hương, đúng không? Để yêu cầu chúng ta xác định từ ghép từ láy trong đoạn văn, ta tiếp tục làm như trên. Từ ghép từ láy. Cách làm tương tự, chúng ta đọc từng câu để xác định tìm các từ ghép từ láy. Câu 1. Tôi yêu Sài Gòn da diết. Tôi yêu Sài Gòn da diết. Ở đây có từ da diết. Da diết thì là từ láy, bởi cả hai tiếng đều không có nghĩa mà lại có sự lặp lại âm đầu. Câu thứ 2. Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, và buổi chiều lộng gió nhớ thương dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Mình thấy ở đây có các từ nắng, có từ nắng sớm. Nắng sớm thì là từ ghép rồi vì nó chẳng có sự lặp lại nào về âm thanh cả, mà hai tiếng lại cùng có nghĩa. Từ thứ 2, ngọt ngào. Ngọt ngào thì là từ láy, láy phần âm đầu, ngờ. Tiếp, buổi chiều. Buổi chiều thì là từ ghép rồi. Từ tiếp theo, lộng gió. Lộng gió cũng là từ ghép. Nhớ thương. Nhớ thương là từ ghép. Từ ghép đẳng lập.
Dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Ta có từ cây mưa là từ ghép. Cây ở đây cũng gần nghĩa như là cơn mưa, trận mưa vậy. Cây là danh từ chỉ đơn vị, mưa là danh từ chỉ sự vật. Nhiệt đới là từ ghép, từ Hán Việt. Nhiệt đới. Bất ngờ là từ ghép. Đúng chưa ạ? Câu cuối cùng. Tôi yêu thời tiết trái trứng, với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh. Mình thấy ở đây có từ đầu tiên là từ thời tiết. Thời tiết thì là từ ghép. Không thấy có sự lặp lại nào về âm thanh mà hai tiếng đều có nghĩa. Tôi yêu thời tiết trái trứng. Trái trứng là từ ghép. Với trời đang ui ui. Ui ui là từ lấy. Lấy toàn bộ. Buồn bã. Ở trên ta đã xác định buồn bã chính là từ lấy. Bỗng nhiên. Bỗng nhiên. Từ ghép. Trong vắt lại như thủy tinh. Trong vắt. Trong vắt là từ ghép. Hai tiếng không có sự lặp lại về âm thanh. Thủy tinh. Thủy tinh là từ ghép cuối cùng. Được chưa? Như vậy qua một đoạn văn thôi, thầy cho mình đã xác định các từ ghép, các từ lấy cấu tạo nên đoạn văn đó. Và qua đoạn văn này cũng như qua phần ví dụ thứ nhất, chúng ta đã biết cách phân biệt từ ghép và từ lấy trong cả dãy từ. Đoạn văn thứ hai yêu cầu chúng ta phải tìm các từ đó ở trong một cái văn bản. Ở đây có thể là một đoạn, chí trong đề thi thầy cô có khi chỉ cho một câu thôi. Mình cũng phải biết cách xác định, nhận diện các từ lấy, từ ghép trong cả chuỗi các từ ngữ như vậy. Đúng chưa? Dạng 1 yêu cầu chúng ta nhận diện. Đây là dạng dễ nhất, cơ bản, nhưng sẽ là dạng rất thường xuyên được xuất hiện trong các câu hỏi, trong các đề thi. Mình phải thực sự nắm chắc phần này để chúng ta sang dạng thứ hai, khó hơn một chút, nâng cao hơn một chút. Ta đến dạng thứ hai. Ta đến dạng thứ hai. Dạng 2. Nếu như dạng 1 chỉ yêu cầu chúng ta nhận diện các từ ghép từ đơn, xin lỗi, các từ ghép từ lấy có sẵn, thì dạng thứ 2 yêu cầu chúng ta phải tạo các từ ghép từ lấy mới từ những tiếng ban đầu theo những yêu cầu đã cho. Tạo mới các từ ghép từ lấy theo yêu cầu. Thầy cho một vài ví dụ cho dạng này như sau. Tạo các từ ghép đẳng lập, ghép phân loại các từ lấy toàn bộ, lấy bộ phận, cho các tiếng sau đây. Tiếng đầu tiên chúng ta có ví dụ đầu tiên yêu cầu tạo ra cả bốn kiểu từ theo cấu tạo này với tiếng ban đầu, tiếng nguyên liệu là tiếng xanh. Tiếng xanh. Thế thì xanh là một từ đơn, bây giờ muốn biến nó thành từ phức ta phải thêm từ ở phía trước hoặc phía sau nó, mà từ phức phải là từ ghép đẳng lập. Vậy chúng ta có từ gì nhỉ? Từ xanh gì mà lại là có từ ghép đẳng lập? À, chúng ta có từ thí dụ như xanh tươi. Đây là từ ghép đẳng lập. Vừa xanh lại vừa tươi, vừa chỉ màu sắc lại vừa chỉ độ tươi sống của đồ vật, của sự vật. Đúng chưa? Đây là từ ghép đẳng lập. Thế từ ghép phân loại thế nào? Từ ghép phân loại thì dễ hơn. Nghĩa là một sắc xanh cụ thể. Ví dụ chúng ta có từ xanh thẫm. Xanh thẫm là từ ghép phân loại. Sang từ lấy thì lại còn dễ hơn. Mình chỉ lặp nguyên lại thôi. Xanh xanh là từ lấy toàn bộ. Đúng không ạ? Lấy bộ phận thì thế nào? À, chúng ta đã có từ ở phía trước. Giả sử chúng ta có từ xanh sao. Đúng chưa? Đó. Như vậy chúng ta tạo được cả bốn kiểu từ theo cấu tạo xuất phát từ một từ gốc ban đầu, từ một từ đơn, một tiếng ban đầu đã cho. Ta luyện tập với một từ nữa, một trường hợp nữa. Đó là trường hợp của từ nhớ. Nếu xanh là tính từ thì nhớ là động từ chỉ trạng thái.
Thế thì từ ghép đẳng lập của nhớ là gì? À, đi kèm với một động từ chỉ trạng thái khác, ví dụ nhớ thương. Đây là từ ghép đẳng lập. Từ ghép phân loại thì thế nào? Từ ghép phân loại của nó. Thế thì từ nào ghép với nhớ để tạo ra từ ghép phân loại? À, ta thêm nỗi ở phía trước. Nỗi nhớ. Ta có từ ghép phân loại, đúng chưa? Lấy toàn bộ, chúng ta có từ gì nhỉ? Nhớ nhớ. Lấy toàn bộ, mặc dù tiếng nhớ không được lặp y nguyên, khác về dấu thanh, nhưng ở đây như thầy đã nói, để đảm bảo đặc điểm về hài hòa, về thanh điệu, để tạo ra cái sự êm tai, dễ nói, dễ phát âm, thì người ta có sự biến đổi âm thanh một chút, vẫn là dạng lấy toàn bộ thôi. Lấy bộ phận, mình có từ nhớ nhung. Nhớ nhung, nhớ có nghĩa nhưng nhung thì không, lặp lại phụ âm đầu, đúng chưa? Đó, đây là từ thứ hai. Mình thử sức với một từ thứ ba. Ta có từ đen. Ta có từ đen. Từ ghép đẳng lập của đen là gì? À, chúng ta có từ đỏ đen. Từ ghép đẳng lập để chỉ gì nhỉ? Cờ bạc, thói quen cờ bạc. Cái tệ nạn cờ bạc đấy, gọi là thú chơi đỏ đen, thói đỏ đen. Gì nữa không? Từ ghép phân loại, tức là một sắc đen cụ thể, thì mình có thể có từ đen thui, đen xì, vân vân. Lấy toàn bộ của từ đen thì dễ rồi, đen đen. Lấy bộ phận của từ đen, mình có từ đen đúa. Lấy phụ âm đầu, đúng chưa? Đó. Như vậy dạng này có vẻ cũng dễ với các bạn đúng không ạ? Nhưng mình lưu ý việc tìm các từ ghép, từ lấy thì phải chú ý giữa từ ghép đẳng lập và từ ghép phân loại, kẻo nếu không bạn lại tìm nhầm từ ghép phân loại và cho nó dành thành đẳng lập. Và cũng phải nhớ là từ ghép và từ lấy khác nhau. Cái sự khác nhau của nó thầy cho mình đã phân biệt trong dạng 1 nhận diện rồi, nhớ chưa? Đó. Đấy là dạng bài thứ 2. Dạng bài này khó hơn, yêu cầu ta phải tạo từ lấy từ một tiếng. Ta đến dạng bài thứ 3. Dạng bài thứ 3. Dạng bài thứ 3 thì nâng cao hơn một chút từ dạng bài thứ nhất, nhận diện, nhưng nhận diện dưới một dạng hỏi khác. Đó là để yêu cầu chúng ta tìm từ khác loại trong một cái dãy từ. Thầy cho một ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn. Ta có dãy từ gồm các từ như đường đất, đường xá, đường làng, đường nhựa. Nào, để yêu cầu phải tìm từ khác loại trong một dãy gồm 4 từ với điều bắt đầu bằng tiếng đường ở phía trước. Mình dễ dàng nhận thấy cả 4 từ này đều là từ ghép. Vậy thì khi muốn tìm ra từ nào là từ khác trong cả 4 từ này, chúng ta lại phải chia nhỏ ra từ ghép thành hai nhóm là từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại, và từ ghép bây giờ gọi là từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ. Chúng ta thấy đường đất. Đường đất là từ ghép chính phụ chỉ một loại hình đường cụ thể. Đường làng là đường ở làng, một loại hình đường cụ thể, từ ghép chính phụ. Đường nhựa, loại đường được rải nhựa, từ ghép chính phụ. Và chỉ có đường xá là chỉ đường các công trình xây dựng để đi lại trên mặt đất, trên bộ nói chung. Vậy đây là từ ghép đẳng lập. Chúng ta có một dãy gồm 4 từ ghép nhưng chỉ có một từ ghép đẳng lập mà tới 3 từ ghép chính phụ. Vậy từ ghép đẳng lập chính là từ khác loại trong dãy từ. Ta khoanh tròn từ đường xá là từ khác loại. Mình hình dung chưa? Vậy để làm những bài tập dạng này, đầu tiên ta phải tìm được tiêu chí để xem xét, để phân loại các từ trong dãy. Với tiêu chí đó, ta sẽ chia các từ trong dãy thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất chỉ gồm có một từ, nhóm thứ hai phải gồm tất cả các từ còn lại, và từ khác loại chính là từ thuộc nhóm thứ nhất, từ đứng riêng một mình nó, nhớ chưa? Đó. Thao tác đầu tiên, tìm tiêu chí. Thao tác thứ hai, dựa vào tiêu chí đã tìm được, chia các từ trong dãy thành hai nhóm và tìm ra từ khác loại. Ta thử luyện tập với một dãy thứ hai. Tương tự như vậy, chúng ta có phố phường.
phố xá, đường phố, phố cổ. À, lần này thì chúng ta lại nhận ra tất cả từ trong dãy từ này cũng vẫn đều là từ ghép, nhưng ta bắt đầu phân loại này. Phố phường là từ ghép đẳng lập, phố xá từ ghép đẳng lập chỉ phố nói chung, đường phố từ ghép đẳng lập chỉ đường và phố, phố cổ là từ ghép chính phụ chỉ một loại hình phố đã ra đời từ lâu. Vậy ở đây phố cổ là từ khác loại bởi nó là từ ghép chính phụ nằm trong cả một dãy các từ ghép đẳng lập, đúng chưa? Ta thử một dãy nữa này. Chúng ta có từ hom hem, gầy gò, gầy guộc, lẻo khẻo. Hom hem, gầy gò, gầy guộc, lẻo khẻo. Đây là một dãy gồm toàn từ lấy. Vậy một khi nó đã là từ lấy, ta lại phải chia nhỏ ra thành các tiểu loại để ta bắt đầu phân chia. Từ lấy có hai loại là từ lấy toàn bộ và từ lấy bộ phận. Tất cả từ trong dãy này lại toàn là từ lấy bộ phận. Vậy lại phải chia nhỏ hơn nữa. Từ lấy bộ phận được chia làm hai loại là lấy âm đầu và lấy phần vần. Ta thấy hom hem lấy âm đầu H, gầy gò lấy âm đầu G, gầy guộc lấy âm đầu G, nhưng lèo khẻo là lấy phần vần, vần eo. Vậy rõ ràng lèo khẻo là từ khác loại. Lý do, nó là từ lấy gì? Nó là từ lấy vần trong cả một dãy gồm toàn các từ lấy âm, đúng chưa? Ta tìm được từ khác loại. Thử thêm một dãy cuối cùng. Vàng nhạt. Từ thứ hai, vàng hoe. Từ thứ ba, vàng khè. Từ cuối cùng, vàng tươi. Nào, trong dãy này chúng ta lại nhận ra là toàn các từ ghép nhỉ? Toàn các từ ghép đều có chỉ những cái sắc vàng cụ thể. Nhưng chúng ta thấy vàng nhạt, vàng hoe, vàng khè đều là những từ ghép phân loại chỉ những sắc vàng cụ thể. Còn riêng từ vàng tươi lại là từ ghép tổng hợp, là từ ghép đẳng lập chỉ sắc vàng và độ tươi của sự vật, đúng không ạ? Vậy nó là từ ghép đẳng lập trong cả một dãy gồm toàn các từ ghép chính phụ, cho nên đây là từ khác loại. Với dạng bài này sẽ kiểm tra cái khả năng tư duy, sự thông minh, phát hiện nhanh và cả cái phần lý thuyết rất là chắc chắn của các bạn nữa. Và đây cũng là dạng bài mà các bạn có thể thường xuyên vận dụng để mình luyện tập cái thói quen tư duy của mình. Mình có thể tự đề ra các dãy từ, sau đó mình tự tìm ra từ khác loại, hoặc là mình có thể đố bạn và đề nghị bạn đố lại mình các dãy từ để chúng ta có thể cùng với nhau vừa học, vừa vui, vừa chơi để nhớ hơn, nhớ lâu hơn và vận dụng tốt hơn việc phân biệt giữa từ lấy, từ ghép và các dạng cụ thể, những tiểu loại cụ thể ở trong mỗi nhóm từ, đúng chưa? Đây cũng là dạng bài cuối cùng thầy đưa ra trong cái phần đầu tiên, kiến thức đầu tiên liên quan đến cấu tạo từ. Thầy cho đến với phần kiến thức thứ hai, đó là phần kiến thức liên quan đến từ Hán Việt, một phần kiến thức mà rất là nhiều bạn rất là sợ phần này vì các bạn thấy rất là khó,